Xin chào mọi người, video mà mọi người đang xem được phát độc quyền trên kênh YouTube của Xe Đạp Bự Bi. Mấy video trước thì mình giới thiệu rất là nhiều những dòng xe trung bình để cho anh em lựa chọn cho con mình đi học vào cái dịp tựu trường sắp tới. Ngày hôm nay thì cái video này nó sẽ khác biệt với những cái chiếc xe trước kia mà mình giới thiệu. Hôm nay thì mình giới thiệu cái chiếc xe này nó cao cấp hơn. Dòng này nó có thương hiệu là Zan, phiên bản của nó là XTC. Dòng xe Zan XTC này nó mang đến hiệu suất đỉnh cao cùng với sự tự tin trên mọi địa hình cho những người yêu mến bộ môn thể thao xe đạp abroad trên toàn thế giới trong 20 năm qua. Và khi cái Zan nó kết hợp với dòng xe địa hình danh tiếng này với những cái công nghệ độc quyền của họ thì Zan XTC này nó ra đời với một sự kết tinh của những tinh hoa công nghệ sản xuất xe địa hình của hãng Zan. Nó là cái sản phẩm cao cấp nhất trong dòng sản phẩm XTC của Zan và được ưu ái áp dụng những thành quả công nghệ tốt nhất của mình. Đầu tiên phải kể đến khung sườn được thiết kế với chất liệu carbon cao cấp độc quyền Advanced Composite Technology của Zan. Chính vì vậy cái khung sườn của dòng xe XTC này nó có độ bền rất là cao và khối lượng nó nhẹ hơn nhôm rất là nhiều. Do có trọng lượng nhẹ cho nên là khả năng hấp thụ lực sốc của xe nó cũng được tốt hơn. Mọi người khi mà lái cái chiếc xe Zan XTC này sẽ cảm thấy là đi nhanh và êm hơn so với những xe làm từ chất liệu khác. Và nó phù hợp với những người thích cái sự thách thức và tốc độ, tại vì nó vừa là một cái con xe địa hình mà nó có thể lướt nhanh. Ở đây thì xe này nó có cái giảm sóc phía trước. Giảm sóc phía trước này thì nó có cái cần điều chỉnh, mọi người có thể khóa lại để không có giảm sóc, mà cái giảm sóc này nó không hoạt động, hoặc là mọi người có thể mở cái giảm sóc này ra. Hai cái ống giảm sóc này nó được cấu tạo là titan và nó không có bị rỉ sét. Xe này là xe lướt, hàng xách tay từ châu Âu và những chi tiết phụ tùng của nó mình thấy nó đều đóng Joben. Hồi nãy mình có quay ở trên đó, thì cái chỗ tay thắng hay còn gọi là tay phanh đó, nó có đóng cái chữ Joben. Phía dưới này đó, thì cái phanh nó cũng có đóng cái chữ Joben ngay chỗ con heo dầu. Và mấy cái phụ tùng đó, thì nó đều mang thương hiệu Shimano Deore XT, bao gồm là cái vành nền nè, rồi cái cùi đề, cái đùm xe vân vân, nó đều đóng. Để mình quay chậm chậm những cái chi tiết này cho anh em xem. Phía dưới cái tay bấm xả Shimano Deore XT này nó cũng có đóng cái chữ Joben ngay chỗ đó. Ở bên trái và bên phải nó đều đóng đồng bộ với nhau. Khung sườn này nó có cái màu sơn là màu sơn zin và nó chưa có bị trầy xước gì nhiều hết. Đùi dĩa của nó là đùi dĩa Shimano Deore XT và cái đùi dĩa này nó có trục rỗng. Ở trên thân của cái dĩa này nó có ghi thông số là 42, 32 và 24. Đó là những cái răng của cái dĩa này. Đây là cái phần cái xích này cũng là xích zin và nó có đóng cái chữ Shimano Joben ở trên từng cái mắt xích. Có thể là ở trên video mọi người hơi khó xem một tí nhưng mà nhìn bên ngoài sẽ rất là rõ. Phía sau nó cũng sử dụng cái cùi đề Shimano Deore XT với 10 tầng lip. Lip này cũng là lip của Nhật cho nên nó sẽ có đóng cái chữ Joben ngay chỗ này. Và nhìn ở bên ngoài cũng sẽ dễ thấy hơn. Hoặc là mọi người muốn xem cụ thể thì có thể kết bạn Zalo với mình. Số điện thoại thì mình để góc màn hình. Rồi mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết và mình chụp những cái phụ tùng mà nó có đóng cái chữ Joben cho anh em xem. Đùi dĩa này cũng của Nhật luôn và nó cũng có đóng cái chữ Joben ở đây. Tiếp theo sau đây thì mình sẽ có một vài cái mà mình quay thực tế và mình test cho anh em xem, đó là cái cùi đề nó hoạt động như thế nào, rồi cái phục nhúng nó hoạt động ra sao, cũng như là cái phanh dầu này nó có phanh an toàn hay là không. Bây giờ là lúc mà mình test thử cái cùi đề. Thật ra là mấy cái xe bãi á, thì mang về phải vệ sinh căn chỉnh rồi dầu nhớt đầy đủ, chứ còn những cái xe xách tay như thế này nếu mà anh em nào có tìm hiểu qua rồi á, thì nó rất là mới và nó khá là mượt, giống như trước kia nó chưa có được sử dụng nhiều, mặc dù cái năm sản xuất nó cũng khá là lâu. Và cái này thì mình cũng có kiểm tra hết rồi nha. Mua về thì mọi người chỉ việc dùng ngay luôn thôi, chứ không có cần phải canh chỉnh gì thêm hết. Test cái cùi đề phía sau xong rồi thì đây là lúc mà mình test cái gạt dĩa phía trước cho anh em xem luôn. Cái gạt dĩa này ở má bên trong á, nó cũng có đóng cái chữ Joben nữa. Mọi người thấy nãy giờ mình giới thiệu đó, thì những cái chi tiết phụ tùng của xe này nó khá là xịn sò, với những cái phụ tùng nó đều có đóng cái chữ Joben, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật. Đây là lúc mà mình test cái phục nhúng cho anh em xem. Cái lúc này thì phuộc nó chưa có khóa, còn đây là cái thao tác mà mình ấn xuống nè để khóa cái phuộc. Ấn xuống như thế này là khóa cái phuộc lại, thì mình nhúng nó không có xuống, nó rất là khó và nó khá là nặng. Cái này thì khi mà đi đường trường á, mọi người khóa lại để đi nó được lướt và nhanh hơn. Còn đây là lúc mà mình mở ra, mình ấn vào nó bật lên lại thì cái khóa phuộc này nó không còn hoạt động được nữa và cái phuộc nó sẽ nhúng bình thường. Phanh dầu thì nó rất là nhạy, khi mà mình phanh lại một lực khá là nhẹ thôi thì gần như là cái bánh xe nó dừng ngay lập tức, chứ nó không có cái độ trễ. Về phần cái cân nặng của xe này thì tổng trọng lượng của nó mình cân được là 11kg. Và đây là ngoài hình phía bên còn lại. À, để mình nói thêm một tí về cái khung sườn carbon này.
Bản thân cái sợi carbon đó thì nó không thể nào tạo hình được theo cái khuôn, cho nên là nó phải kết hợp với những chất kết dính, thường là nhựa epoxy. Mọi người cứ tưởng tượng là cái sợi carbon đó là gạch, còn epoxy đó là xi măng. Nhờ có epoxy mà các sợi carbon có thể liên kết được với nhau, do đó hỗn hợp của sợi carbon và epoxy thường được gọi là composite. Đó là lý do tại sao Jan không gọi xe của họ là xe carbon mà là xe composite. Vừa rồi thì mình có đo cái phần ống đứng và ống ngang của xe này cho mọi người xem. Ống đứng nó có kích cỡ là 44 và cái ống ngang là 58, cho nên sẽ hợp với người dùng cao tầm khoảng 1m65 trở lên. Dưới 1m65 thì đi sẽ khá là với vì nó nhòi người đến phía trước khá là nhiều. Cái đĩa này là đĩa của Shimano và nó có đóng cái chữ Japan ngay chỗ này, đĩa của Nhật. Đa số phụ tùng nãy giờ mình giới thiệu mọi người cũng thấy là nó sản xuất từ Nhật thôi, hàng rất là chất lượng. Cùi đề ngay chỗ này cũng vậy, và ở phía trước, cái phanh đĩa phía trước cũng vậy, nó cũng có đóng cái chữ Japan. À, cái phục này là phục hơi và mọi người có thể điều chỉnh nó bằng cách là bơm thêm hơi vào hoặc là xì hơi ra. Thì cái chỗ mà mọi người có thể nạp cái hơi vào là nó ngay cái chỗ cái vai phía bên tay trái á, nó có cái nút vặn. Mọi người vặn cái này ra thì sẽ thấy cái vòi giống như cái vòi xe Honda. Mình có thể bơm thêm hơi vào hoặc là xì hơi ra bớt để căn chỉnh cái phục sao cho vừa ý với mọi người nhé. Nói chung thì đầu video đến giờ, những chi tiết cụ thể của xe này mình có giới thiệu rồi, và những cái thông số của nó mình cũng có giới thiệu luôn. Anh em xem video nếu mà chưa rõ có thể kết bạn Zalo với mình để mình gửi hình ảnh cho mọi người xem cho cụ thể. Nếu mà mọi người xem video của mình cảm thấy thích và muốn xem thêm những cái video khác mà mình giới thiệu những cái dòng xe khác thì ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp Mười Bi để đón xem những video tiếp theo. Xe Đạp Mười Bi chân thành cảm ơn.